Xin chào quý vị các bạn, trở lại với channel của mình. Thì đây là hình ảnh thực tế đầu tiên và có thể nói là sớm nhất của chiếc Ford Tourneo, hay gọi là Tourneo tùy vào cách gọi. Đây là chiếc xe MVP được Ford sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. Và đây là hình ảnh thực tế đầu tiên của chiếc xe. Đây là phiên bản Titanium, phiên bản cao cấp nhất. Phiên bản còn lại sẽ là phiên bản tre. Thiết kế thì hiện nay Ford Tourneo, đây có thể nói là chiếc xe MPV đầu tiên mà Ford trình làng ở Việt Nam trong suốt bao năm qua. Ok, khoang nội thất xem. Ở đây là điều chỉnh ghế điện này, lên xuống này. Đó, xe đèn thì vẫn giống vậy thôi, có khay đèn nước ở đây. Trên phiên bản này thì đều là số tự động, và động cơ thì sẽ là động cơ EcoBoost, đồng hồ hiển thị analog, có cả cruise control trên phiên bản Titanium này. Màn hình dựng khá là giống Eco, tuy nhiên thì sẽ cảm giác nó đơn giản và thoải mái hơn, rất là rộng rãi nhá. Ghế như ghế ngồi là tách biệt, vẫn có tí tay để bệ tí tay riêng, khay để cốc, để nước, để đồ riêng. Cần số sẽ được bố trí ở trên vị trí cao như này, đúng chất xe Mỹ luôn. Ok, cùng xem. Mở khá là nhẹ. Khá là nhẹ và mở được hết cửa, chứ không giống như transit. Đây, ghế ngồi vô cùng VIP, 7 chỗ. Hàng ghế cuối sẽ là 3 người ngồi, thì kèm với đó là cửa gió điều hòa riêng cho từng hàng ghế. Và tất nhiên trên phiên bản Titanium sẽ có hệ thống cửa sổ trời. Các bạn thấy đây, nó cực kỳ rộng. Cốp thì mình sẽ không mở được vì cái diện tích này nó quá là ngắn để mở cốp này. Cốp nó sẽ mở dựng đứng lên như này. Ký hiệu phiên bản Titanium Tourneo. Tất nhiên rồi, động cơ EcoBoost luôn có ký hiệu ở đây. Có cả cảm biến phía sau và camera lùi trên phiên bản Titanium này. Bộ cảm biến. Về khoảng sáng gầm thì mức dự phòng khá là ổn. Sáng gầm sẽ là 200. Có bậc lên xuống ở đây luôn. Phiên bản Tourneo này thì được trang bị bậc cơ lên xuống. Và tất nhiên rồi, cái la răng của nó sẽ là la răng đúc phải cắt như này, rất là đẹp. Hiện nay Ford Tourneo, ok, mình đi qua một chút về đèn đi. Đèn này thì sẽ là đèn halogen của đèn cốt, xin lỗi, của đèn pha và bi xenon của đèn cốt như này. Có đèn sương mù ở dưới. Thiết kế có thể nói là pha trộn giữa Focus và Eco. Mọi chi tiết thắc mắc về chiếc Ford Tourneo cũng như giá bán cập nhật mới nhất thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline trên phiên bản mình đính kèm trên video. Xin cảm ơn.